Chào mọi người, hôm nay mình là chia sẻ thêm một món chay ngon. Thì hôm nay mình là sẽ làm món nấm xiên que chay nha các bạn. Vừa thơm ngon, lạ miệng, nấm thì có độ dai giòn, ăn kèm với nước chấm chay, rau găm, ăn cùng cơm, bún đều rất là ngon. Và mình cũng chia sẻ thêm với các bạn cách làm cái nước chấm chay sao cho ngon, vừa ăn và lại lạ miệng. Đây là tất cả các nguyên liệu. Thì mình có nấm đùi gà, thì mình sử dụng cái loại cây to nha các bạn, mình dùng là 100g. Và nấm kim châm thì mình cũng sử dụng 100g, một chế ớt sườn không cay, ít cộng ngò gí. Và sa tế chay thì mình dùng là 2 thìa canh nước tương, một ít tiêu xay và 1 thìa canh đường. Đầu tiên nấm kim châm này thì mình bỏ cái phần gốc ở dưới, rồi mình sẽ tước ra, mình tước ra cho nó đều. Khi tước ra xong rồi, mình để vô đây một ít muối và mình sẽ ngâm cái phần nấm với muối là 15 phút. Tiếp đến đây là cái phần nấm đùi gà, thì mình gọt chỗ nào đen không ngon thì mình không có sử dụng. Và mình dùng cái cây nấm đùi gà to như vậy á, khi mình ăn nó có độ dai giòn và khi mình làm á nó sẽ được dễ hơn. Rồi mình cũng chuẩn bị nước, mình để phần nấm đùi gà vô, thì mình cũng để vô đây một ít muối, rồi mình ngâm với nước muối cũng 15 phút cho nấm nó được sạch. Ớt thì mình bỏ cái phần hạt, rồi mình băm ra cho nó thật là nhuyễn. Nấm thì mình rửa sạch rồi mình chẻ cái phần đầu mình để ra một bên, rồi mình chẻ xuống những cái đoạn cho nó dài gì để lát mình xiên que cho dễ. Và mình cắt đừng có quá là mỏng nha các bạn, cắt vừa như vậy. Còn cái phần đầu á thì cái nào to mình chẻ làm 2 hoặc là làm 3 để lát mình xiên que. Thì cái phần đầu này mình ăn nó cũng rất là ngon. Rồi mình bắt một cái chảo nước lên, mình nấu cho sôi, rồi mình để vô đây một ít muối và gừng. Nước sôi thì mình sẽ để nấm đùi gà vô để mình đi luộc trước, tại vì cái nấm đùi gà này lát mình cuộn dưới nấm kim châm á, nên mình phải luộc trước để cho nấm nó được mềm và có độ dai. Khi mình cuộn nó sẽ dễ cuộn hơn. Mình nấu đến khi nào mà cái phần nấm nó mềm là được. Thì nấm đùi gà giờ nó cũng đã mềm rồi, thì mình sẽ vớt ra ngoài cái thau nước. Và đây là nguyên liệu mình làm nước chấm. Thì mình có 3 chế tắc, một chế ớt sừng không cay và một chế ớt cay. Và mình dùng 2 thìa canh muối hạt và 2 thìa canh đường. Thì mình sử dụng cái muối hạt và đường ngang nhau nha các bạn. Rồi mình để tất cả các loại ớt vô. Mình sẽ đi giã cho cái phần ớt này cho nó thật là nhuyễn. Thì mình làm cái nước chấm bằng muối hạt thì nó sẽ ngon. Khi giã cái phần ớt xong rồi thì mình thấy cái màu rất là đẹp. Thì nhìn vô thì các bạn tưởng đâu nó cay, nhưng mà thật sự nó chỉ cay nhẹ. Rồi mình để 3 trái tắc vô, mình dắt, mình lấy cái phần nước rồi mình bỏ cái phần hạt. Bây giờ mình nêm nếm thì cũng vừa ăn rồi, ngọt ngọt, chua chua và cay cay, mặn mặn. Thì cái món nước chấm này các bạn có thể chấm với nấm xiên que, nấm hấp hoặc các loại chả chay như chả lụa, chả chiên đều rất là ngon nha, lại lạ miệng. Nấm kim châm thì mình cắt ra làm 2, tại vì nó hơi dài mình cắt ngắn lại để cuộn cho được dễ. Nấm đùi gà thì mình để gáo cái phần nước, giờ mình sẽ đi cuộn dưới nấm kim châm. Thì mình để cái phần nấm kim châm ở giữa rồi mình cuộn lại. Mình dùng cái cây xiên que
mình xiên lại cho thật là chặt. Thì mình cuộn với cái nấm kim châm gì mình ăn nó sẽ ngon và lạ miệng. Các bạn có thể thay thế bằng nấm linh chi trắng nha. Và cứ tiếp tục mình cuộn đến khi nào hết thì thôi. Nấm thì mình cũng xiên que xong rồi, giờ mình sẽ đi làm phần nước sốt. Mình bắt cái chảo lên, mình để vô đây một ít dầu ăn, rồi mình để ngò gí vô, mình phi cho ngò gí này nó thơm và nó vừa vàng. Rồi mình sẽ để nước tương vô, một ít nước lọc và sa tế chai. Rồi mình thêm vô đây tương ớt để cho cái màu được đẹp. Và tất cả các gia vị mà nãy mình có giới thiệu trước. Rồi mình sẽ đi nấu cho phần nước sốt này nó kẹo và nó sệt lại. Và mình ở đây cái ớt bằm mình cũng để vô. Thì cái ớt bằm này nó không có cay, nếu các bạn thích ăn cay thì mình thêm cái ớt cay vô nha. Thì về cái phần gia vị á, các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị với gia đình mình nha. Ở đây thì mình nêm nó hơi ngọt ngọt và độ mặn thì nó không có quá là mặn. Để mình trừ heo mình còn chấm cái phần nước chấm. Rồi nước sốt nó kẹo sệt lại, mình sẽ để những cây nấm xiên que vô. Thì khi mình để vô mình cũng trở bề qua lại á, để cho gia vị nó thấm đều vào trong nấm. Thì mình dùng cái muỗng mình sẽ để cái phần gia vị lên trên nấm như vậy để cho gia vị nó thấm đều. Bây giờ thì cái phần gia vị nó cũng thấm đều vào trong cây nấm, nhìn màu sắc rất là đẹp. Mình sẽ đem ra ngoài. Rồi tiếp tục mình cũng để những cây xiên que nấm vô. Thì mình để mình làm đến khi nào hết thì thôi nha. Món nấm xiên que chay thì mình cũng đã làm xong. Thì món này làm xong ăn kèm với nước chấm chay. Và ăn với cơm hoặc là với bún đều rất là ngon. Nấm thì có độ dai, giòn và rất lạ miệng, lại thơm ngon. Thì chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.